Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy phiếu lương hàng loạt. Để chạy phiếu lương hàng loạt thì đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị một cái danh sách dữ liệu như thế này. Với cái dòng tiêu đề, các bạn lưu ý dòng tiêu đề này là phải được để ở cái dạng đơn giản, tức là không được gộp ô các bạn nhé, không được gộp ô đó. Và chúng ta đóng nó đi, đóng cái file này lại. Và chúng ta cần phải có một cái file nữa, đó là cái file mẫu. Ví dụ bây giờ mình có một cái file mẫu tạo ở trên Word như thế này. Đấy, chúng ta có một cái file mẫu như thế này. Mình tạo một cái mẫu đơn giản như này để mình hướng dẫn các bạn, để các bạn dễ hiểu thôi. Còn trong thực tế thì ở cái phần phiếu lương hoặc là hợp đồng của các bạn ấy, là nó có rất là nhiều mục, thì các bạn cũng làm tương tự như thế. Chúng ta cần phải tạo một cái mẫu như thế này các bạn nhé. Có một cái bảng dữ liệu ở trên file Excel rồi, sau đó chúng ta cần phải có một cái mẫu như thế này. Và việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ kết nối giữa cái file này và cái file dữ liệu ở trong cái bảng Excel của chúng ta bằng cách như sau nhé. Tại cái tab mailing ở phía trên này này, đấy, các bạn sẽ chọn vào cái biểu tượng chỗ hai người này, select recipient này các bạn nhé, bấm vào nó. Và các bạn chọn mục thứ hai là view an existing list nhé, tức là chúng ta chọn một cái danh sách đã có sẵn đó, chúng ta chọn như vậy. Và chúng ta tìm đến cái thư mục mà chứa cái file dữ liệu Excel mà chúng ta đã chuẩn bị sẵn trước đó, thì mình đã lưu ở phía trong này, thì mình sẽ tìm nó. Đây, cái file dữ liệu của chúng ta đây. Sau đó chúng ta chọn open thì cái hộp thoại này nó hiện ra, thì nó có rất là nhiều mục ở như thế này. Nếu giả sử file của các bạn nó có nhiều sheet thì nó sẽ hiện rất là nhiều đấy, nhưng mà các bạn lưu ý cái sheet mà mình cần lấy thì nó luôn luôn có cái chữ database ở phía cuối. Đó là cách phân biệt nếu trường hợp nó giống nhau. Ví dụ như hai cái này các bạn nhìn thấy nó giống nhau, nhưng mà nó khác nhau ở cái phần đuôi của nó, chính là có cái chữ database nhé. Các bạn chọn cái sheet nào mà có chữ database, nếu mà trường hợp mà nó tên của nó giống nhau thì các bạn phải chọn cái sheet mà có cái đuôi là database, các bạn lưu ý. Rồi sau đó chúng ta bấm OK. Đó, bước này là cái bước mà chúng ta kết nối giữa cái file Word của chúng ta và cái file dữ liệu Excel. Thì sau khi chúng ta kết nối xong, các bạn kiểm tra vào cái tab mailing ở cái phần là insert merge field này, các bạn bấm vào mũi tên đen này. Các bạn sẽ thấy nó sổ ra một cái danh sách. Danh sách này chính là những cái dòng tiêu đề của bảng dữ liệu của chúng ta vừa rồi. Nếu mà các bạn khi mà kết nối xong ấy mà các bạn không thấy cái danh sách này, có nghĩa là các bạn kết nối chưa thành công. Chưa thành công thì chúng ta sẽ phải kết nối lại. Đấy, các bạn lưu ý nhá. Rồi, việc tiếp theo của chúng ta này, chúng ta là bây giờ cần phải lấy các cái thông tin xuống cái phía dưới này bằng cách như sau nhá. Các bạn để con chuột vào cái ô mà các bạn cần muốn lấy thông tin mã nhân viên, thì các bạn để con chuột vào đó trước, sau đó các bạn bấm vào cái mũi tên đen ở phía trên này, và các bạn cần lấy mã nhân viên thì các bạn chọn mã nhân viên này. Rồi tiếp theo chúng ta chuyển con chuột xuống phía dưới phần họ tên, thì các bạn tiếp tục tương tự như thế, các bạn sẽ chọn họ tên và lấy xuống. Rất là đơn giản, tương tự cho các cái phần khác, ngày công này, lương cơ bản này, phụ cấp này, tiền tăng ca này, rồi trừ bảo hiểm này, rồi thuế thu nhập cá nhân này, và thực nhận này. Rồi, sau khi chúng ta lấy xong thì chúng ta sẽ thử chiếu lên xem kết quả nó như thế nào bằng cách các bạn nhìn thấy biểu tượng cái kính lúp này này, preview result này này các bạn nhé. Các bạn bấm vào nó để các bạn xem kết quả nó như thế nào. Các bạn bấm vào đó, các bạn thấy chưa, nó đã hiện dữ liệu lên rồi đó. Bây giờ nhé, các bạn bấm vào cái mũi tên này, thì các bạn cái biểu tượng này các bạn bấm vào nó thì nó sẽ chuyển sang người kế tiếp, cứ như vậy đó, chuyển sang người kế tiếp. Và bây giờ các bạn bấm vào cái
cái biểu tượng này thì nó sẽ chuyển đến một cái người cuối cùng. Các bạn bấm vào. Đó là danh sách này mình tạo 35 người thì mình bấm như vậy nó sẽ tìm đến cái người số 35. Nếu các bạn muốn trở về đầu tiên thì các bạn đơn giản bấm vào đây. Đấy. Thì nó trở về người thứ thứ đầu tiên. Đấy, còn nếu các bạn muốn tiếp theo mà tiếp theo từng người gì đấy thì các bạn cứ bấm như thế này là nó sẽ chuyển đi cho các bạn. Rồi. Nhưng mà các bạn thấy có một cái vấn đề như thế này này. Ở những cái phần số tiền ấy nó đang không có phân cách hàng nghìn, như vậy thì không có được. Đó, chúng ta cần phải số tiền chúng ta cần phải phân cách hàng nghìn cho nó. Để phân cách hàng nghìn ấy thì các bạn sẽ cần phải đưa về cái trạng thái thiết kế, mình thường gọi là đưa về cái trạng thái thiết kế là như sau nhé. Các bạn tắt cái kính lúp đi, các bạn bấm bấm vào cái kính lúp để các bạn tắt đi để đưa về cái trạng thái thiết kế như này này. Đó. Thì bây giờ chúng ta cần phải định dạng phân cách hàng nghìn cho những cái ô dữ liệu mà nó chứa những cái số tiền ấy. Số tiền này chúng ta cần phải phân cách hàng nghìn. Ví dụ bây giờ mình cần phân cách hàng nghìn cái phần lương cơ bản thì mình kích con chuột để vào cái phần lương cơ bản, sau đó mình kích chuột phải nhé. Đấy, kích chuột phải. Mình chọn toggle fill code. Đó. Mình bấm toggle fill code, sau đó mình viết dấu xoẹt như thế này các bạn nhé. Dấu xoẹt từ trái sang phải các bạn nhé. Sau đó mình viết dấu thăng bằng cách là nhấn phím shift và số 2 đấy. Dấu thăng nhé. Số 3, shift và số 3. Phải này. Thăng, thăng, thăng. Đó. Bây giờ mình thử chiếu lên nhé. Mình thử chiếu lên cho các bạn xem này. Bấm vào cái kính lúp này. Đó. Như vậy là chúng ta đã định dạng phân cách được hàng nghìn rồi cho cái phần lương cơ bản rồi. Với những phần lương khác chúng ta sẽ làm tương tự. Bây giờ chúng ta sẽ đưa về dạng thiết kế và làm tương tự cho những phần khác. Mình chọn cái phần phụ cấp tiếp, kích chuột phải này, chọn toggle fill code này, xong mình viết dấu xoẹt từ trái qua phải nhé. Sau đó là thăng đúng không ạ? Thăng này, phải này, thăng, thăng, thăng. Đó. Tương tự như thế, tiền tăng ca này, kích chuột phải này, chọn toggle fill code này, dấu xoẹt này, thăng, phải này, thăng, thăng, thăng này. Tiếp trừ bảo hiểm này, kích chuột phải, chọn toggle fill code này, xoẹt này, thăng này, phải này, thăng, thăng, thăng này. Tiếp tục này, thuế thu nhập cá nhân này, chúng ta kích chuột phải này, chọn toggle fill code này, xoẹt này, thăng này, phải, thăng, thăng, thăng này. Rồi tiếp tục phần thực nhận chúng ta cũng làm tương tự như thế. Thăng này, thăng, thăng, thăng này. Đó. Khi chúng ta làm xong rồi thì chúng ta sẽ chiếu cái kết quả lên xem kết quả là như thế nào. Chúng ta bấm vào cái kính lúp này các bạn nhé, bấm vào. Đấy, bây giờ các bạn đã thấy là nó đã phân cách hàng nghìn cho chúng ta rồi. Thì việc của chúng ta là bây giờ chúng ta kiểm tra xem những người kế tiếp xem nó có đúng như thế hay không. Chúng ta cứ bấm vào dấu dấu này các bạn nhé. Đó. Vậy là đúng rồi. Đấy các bạn thấy. Đấy, kể cả người cuối cùng này. Người cuối cùng cũng đúng rồi này. Người đầu tiên đúng rồi, người cuối cùng đúng rồi. Đó, sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta thử kiểm tra vài người để xem nó có đúng hay không. Các bạn có thể lấy máy tính, các bạn bấm tính lại vài người xem cái số những cái phần này này, các bạn cộng lại này. Đấy, cộng lương phụ cấp rồi trừ trừ bảo hiểm, trừ thuế xem là cái lương thực nhận này nó có khớp hay không. Đó. Các bạn cần phải lấy máy máy tính, các bạn cộng cộng vài người, xác suất kiểm tra vài người xem nó có khớp, nó có đúng hay không. Nếu mà nó đúng rồi thì nó ok, như thường thì nó ok nhá. Thường là chúng ta đã xử lý dữ liệu đúng ở trên cái file Excel của chúng ta rồi nhá. Chúng ta xử lý dữ liệu ở trên đó rồi, dữ liệu đúng rồi thì sau ở dẫn cái phần này chúng ta chỉ việc lấy vào thôi thì nó hầu hết là nó sẽ không có bị sai. Nhưng mà đấy là cái cách mà mình hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra một lần nữa. Khi mà chúng ta làm ở file Excel rồi thì chúng ta đã xử lý ở dữ liệu trên đó rồi, tuy nhiên là khi chúng ta chạy phiếu lương ấy, chúng ta vẫn phải kiểm tra xác suất vài người để xem nó có đúng hay không. Đấy, tức là chúng ta cộng trừ những con số này này, cộng vào và sau đó chúng ta trừ những cái khoản trừ đi rồi nó có ra khớp với con số thực nhận hay không, để bảo đảm là chúng ta khi chúng ta in phiếu lương và đưa cho người lao động bảo đảm nó chính xác nha. Các bạn lưu ý nhé. Mình đã từng làm nhiều năm về nhân sự, mười mấy năm rồi, và chuyên chạy phiếu lương, làm tính lương các kiểu, thì mình có những kinh nghiệm khá nhiều về cái lĩnh vực này và mình hướng dẫn các bạn như vậy.
Rồi tiếp theo nhé, bây giờ mình muốn chạy cho tất cả mọi người. Mình muốn chạy cho tất cả mọi người. Mình muốn chạy cho tất cả mọi người. Chạy cho tất cả mọi người thì mình sẽ làm như sau các bạn nhé. Mình bấm vào cái check for errors này các bạn này. Mình bấm vào check for errors này. Đó, bấm vào check for errors. Thì nó sẽ ra một cái hộp thoại như này. Các bạn cứ thế bấm ok này. Ok này. Đó, các bạn thấy nhá, nó chạy ra tất cả cho các bạn. Đấy, chạy ra tất cả cho các bạn. Bởi vì á, cái danh sách của mình nó chỉ có 35 người thôi ấy, thì nó sẽ chạy cũng khá là nhanh. Đó, trong vòng 1 giây là nó ra luôn cho tất cả 35 người. Các bạn quan sát đấy. Giờ mình tắt cái file này đi nhá. Nếu trường hợp các bạn muốn chạy tất cả ấy, thì khi các bạn chạy tất cả xong ấy, thì các bạn sẽ lưu cái file này lại. Đấy, các bạn lưu file này lại nhá. Các bạn phải lưu cái file tất cả này lại. Ví dụ bây giờ mình lưu vào trong ổ D và trong cái vẫn cái mục mà ví dụ chạy phiếu lương này. Mình lưu vào. Các bạn cũng phải làm tương tự như mình nhé. Mình lưu này, đây là ví dụ như là phiếu lương tháng, mình lưu là phiếu lương tháng 9 này. Phiếu lương tháng 9 năm 2021 này, tổng này. Đấy. Enter. Đó. Khi mình chạy cho tất cả mọi người thì mình sẽ lưu như vậy, mình ghi là tổng. Đó. Thì sau đó các bạn chỉ việc in ra thôi. Các bạn chỉ việc in ra là được nhá. Là sau đó là các bạn có thể gập và phát cho người lao động. Nhưng mà mình hướng dẫn một cái cách tiếp theo này. Đây là ví dụ mẫu, nó chỉ có 15 chỉ có 35 người, nó rất là ít người. Đó. Nhưng mà khi các bạn đi làm thực tế, doanh nghiệp của các bạn có thể là có 500 người, có 1.000 người, 2.000 người, 5.000 người, 10.000 người, thì các bạn làm như thế nào? Các bạn sẽ làm như sau nhé. Phiếu lương chúng ta không có chạy một lần cho tất cả 1.000 người như vậy, hoặc là 10.000 người như thế, thì cái file của ta nó rất là nặng. Cái file kết quả ra nó, các bạn tưởng tượng là nó có 10.000 cái trang giấy, nó rất là nặng. Và nó gặp vấn đề là khi chúng ta in, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể in chọn lựa theo ý chúng ta muốn được. Ví dụ khi chúng ta in ý, là chúng ta có thể chọn từ 1 đến 50 hoặc 1 đến 100 hoặc 200, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên ý, khi các bạn chạy phiếu lương như này, đôi khi nhá, đôi khi các bạn sẽ không chọn được như thế. Máy nó sẽ không hiểu hoặc không, nó không cho phép chẳng hạn thế. Thì mình đã gặp cái tình huống như vậy rồi. Và để, đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai ý, là nếu mà giả sử các bạn cần in cho 1.000 người mà các bạn bấm một lệnh cho 1.000 người ấy, thì cái máy in đấy nó sẽ in cho 1.000 người, và để in hết 1.000 người đấy ấy, nó có thể mất 30 phút, thậm chí có thể mất 1 tiếng tùy theo cái tốc độ của máy in của chúng ta. Đấy, nó dẫn đến cái tình huống là máy nó chạy có thể là quá tải, thậm chí là kẹt giấy, hoặc nó có thể vấn đề khác xảy ra. Và thêm một vấn đề nữa là gì? Là khi trong quá trình các bạn mà in phiếu lương ấy, thì có phải là để trong quá trình nó in ra 1.000 cái tờ phiếu lương ấy, thì có phải là tất cả những cái người khác ấy sẽ phải chờ cái lệnh của bạn in xong thì người khác mới mới có được cái kết quả của họ, đúng không? Nó dẫn đến tình huống là khi bạn in phiếu lương nhiều như thế mà ở văn phòng đôi khi nó lại chỉ có một máy chẳng hạn, thì có phải là tất cả mọi người sẽ phải chờ bởi vì là lệnh của bạn nó đang chạy, mà lệnh của bạn những nghìn tờ cơ, mà nếu mà nó mà phải 1 tiếng nó mới xong ấy, thì có phải là mọi người sẽ phải chờ 1 tiếng? Như thế thì nó không được, đúng không ạ? Đấy, trong thực tế nó như thế thì không được. Vậy thì chúng ta chạy cho tất cả mọi người ấy, chỉ để một cái file tổng, để trong cái tình huống mà sau này ấy, lúc mà mình in ấy, mà trường hợp mà ví dụ có người nào đó bị kẹt giấy, thì nó ví dụ cái phiếu đấy nó bị hỏng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ in lại cho cái người đó thôi. Còn ấy, khi mà chúng ta làm thực tế thì chúng ta sẽ không chạy cho tất cả. Chúng ta không có làm một cái lệnh in cho 1.000 người như thế, hoặc 2.000 hoặc 5.000, 10.000 như vậy, mà chúng ta sẽ phải chia nhỏ nó ra. Các bạn lưu ý nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chia nhỏ này. Các bạn check, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chia nhỏ này. Để chia nhỏ chạy từng phần ấy, chúng ta sẽ làm như sau. Để chia nhỏ từng phần thì các bạn làm như sau nhé. Mình chờ các bạn, chờ mình một chút nhé. Để chia nhỏ từng phần chạy phiếu lương ấy, các bạn sẽ làm như sau. Chia nhỏ từng phần chạy phiếu lương, các bạn
để trạng thái kết quả như thế này cũng được, hoặc là các bạn đưa về thiết kế đều được nhé, các bạn để thế nào cũng được. Nhưng mà chúng ta sẽ làm nhé, như sau nhé, để chia nhỏ từng phần của cái phiếu lương của chúng ta, chúng ta sẽ bấm vào ở cái mục bên này này, Phyllis Mert này, các bạn bấm vào đây nhé, mũi tên đen nhé. Đấy, sau đó các bạn chọn cái mục đầu tiên, các bạn chọn vào cái mục đầu tiên này này, đấy, chuột trái chọn, thì cái hộp thoại này nó sẽ hiện ra các bạn nhé. Đấy, hộp thoại này hiện ra. Tại cái hộp thoại này thì các bạn nhìn thấy cái mục là From To này, các bạn tích vào nó, tức là chúng ta muốn in từ đâu đến đâu thì chúng ta sẽ gõ con số. Ví dụ mình in từ 1 cho đến 1 cho đến 2, các bạn cứ tưởng tượng là từ số 1 cho đến là số 200, ví dụ thế. Khi các bạn giả sử có 1.000 người thì các bạn chia thành là 5 phần, mỗi phần là 200 tờ chẳng hạn, thì cái phần đầu tiên là mình sẽ in từ cái phiếu số đầu tiên, đúng không, là số 1 và đến cái số 200 đó, mình tức là mình tạo một cái file kết quả ra là có 200 phiếu lương đấy, thì chúng ta chọn từ số 1 cho đến 200. Nhưng mà ở cái tình huống này mình chỉ có 35 người thì mình sẽ không để chọn đến 200 được. Nhưng mà mình cứ chọn đến số 5 để cho các bạn hiểu là cái cách sử dụng nó như thế. Bây giờ mình chọn từ 1 đến 5 này, thì sau đó mình bấm OK này. Đấy, thì nó sẽ chạy cho chúng ta một cái file với 5 người. Đấy, với 5 người. Đó. Thì tương tự như thế, khi mà công ty các bạn có 1.000 người thì các bạn có thể chia tách là ví dụ từ 1 đến 100 hoặc 1 đến 200 ra được cái file đầu tiên này. Rồi tiếp theo nhé, chúng ta lưu cái file này lại. Chúng ta lưu file này lại. Đấy. Mình lưu cái file này lại ở trong cái ổ D này. Mình lưu vào cái phần mà chúng ta lưu vào cái phần mà chúng ta để cái dữ liệu đấy. Đấy. Ví dụ bây giờ mình lưu xong mình viết như sau này. Đấy, mình viết thực tế, mình viết như này này, phiếu lương này, phiếu lương này tháng ví dụ tháng 9 này chấm 2021 này, mình mở ngoặc ra này, 1 đến ví dụ đây là 1 đến 5 nhé. Nhưng mà khi các bạn thực tế, ví dụ các bạn in nó từ 1 đến 100 thì các bạn ghi là từ 1 đến 100, mà 1 đến 200 thì các bạn ghi 1 đến 200 đó. Thì bây giờ vừa rồi là mình chọn từ 1 đến 5 thì mình ghi từ 1 đến 5, xong mình bấm xếp nó lại, lưu nó lại. Đó, thì lập tức là chúng ta có một cái file với 5 cái phiếu lương này. Đó, khi mà chúng ta in thì chúng ta chỉ cần một lệnh và in cho 5 cái người này một lệnh thôi các bạn nhé. Rồi chúng ta tắt đi. Đó là chúng ta được một cái file Word đầu tiên với số lượng người là từ 1 đến 5. Bây giờ tiếp theo nhé, còn những người khác chúng ta phải chạy tiếp, chúng ta phải làm tiếp. Tiếp tục chúng ta lại bấm vào đây nhé. Các bạn chọn Exit này. Đó, các bạn thấy chưa, hồi nãy các bạn chọn đến 5 đúng không, bây giờ thì là phải từ 6 đúng không, từ 6 cho đến 10 ví dụ thế đó, từ 6 đến 10 các bạn nhé. Rồi các bạn bấm OK này. Đó, lập tức là chúng ta được cái file tiếp theo là cũng có 5 phiếu lương đúng không. Đó, và chúng ta cũng lưu lại như thế này, chọn file, chọn save as, chọn browse, chọn ổ D này, sau đó chúng ta chọn cái nơi mà chúng ta lưu nó lại. Đó, bây giờ chúng ta sẽ viết này, viết như mình ấy, phiếu lương này tháng 9 này chấm 2021 này, bây giờ từ 6 đến 10 đúng không, chúng ta viết như vậy. Đó, từ 6 đến 10 chúng ta bấm save nó lại và chúng ta lưu nó lại. Đó, rồi chúng ta đóng cái file này lại. Rồi tiếp theo vẫn chưa hết mà, cho chúng ta có 35 người mà đúng không, chúng ta bấm tiếp này, chọn nó tương tự như thế. Bây giờ là sao nhỉ? Lúc nãy là đến 10 rồi, bây giờ chúng ta là từ 11 này. Từ 11 đến là 15 này, ví dụ như thế. Đó. Bấm OK này. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta cũng lưu nó lại. Tương tự như vậy. Đấy, là chúng ta sẽ chia nhỏ được ra các cái phần để khi mà chúng ta in nó sẽ bị dễ dàng. Đấy. Rồi, phiếu lương tháng 9 này. Phiếu lương tháng 9 này chấm 2021 này, mở ngoặc ra từ 11 cho đến 15 đúng không ạ, 15 đó, rồi bấm save. Đó, rồi sau đó chúng ta sẽ đóng cái file này lại. Đấy, rồi tiếp theo này chúng ta lại tương tự như thế, chúng ta sẽ chọn tiếp tục. Đó, từ 11 đến 15, bây giờ là sao nhỉ, từ 16 cho đến 20 đúng không ạ, 16 đến 20.
Giờ bấm OK này. Cũng tương tự như thế. Đó. Chúng ta lưu nó lại. Khi chúng ta đi làm thực tế là chúng ta làm như vậy nhá. Đấy. Nếu các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình ấy, các bạn đăng ký kênh giúp mình nhé, và bấm vào cái chuông ấy, thông báo để khi mà mình ra một clip mới là các bạn có thể là cập nhật được cái tin, được cái thông tin luôn các bạn nhé. Mình rất cảm ơn khi các bạn ủng hộ mình. Rồi, tương tự như thế mình sẽ đặt là cái phiếu lương như này, phiếu lương tháng 9 nhé, tháng 9 này chấm 2021 này, mở ngoặc ra này. Mình gọi nó chưa đúng nhá. Phiếu lương này tháng 9 này chấm nó giống nhau nên là nó cứ nhảy con số kia nhá. Bây giờ mình tiếp tục này, phiếu lương đấy, tháng 9. Rồi mình cứ chọn một cái này đi, xong mình sửa này. Tháng 9 2021 này, xong đến là từ 16 đến 20 đúng không ạ? 16 này đến 20 này. Đó. 16 đến 20. 16 đến 20 này. Nó cứ bị báo lỗi như này nhỉ. Mình đóng nhá, mình lưu lại nhá. Mình bấm save này, chọn browse này. Rồi, mình chọn cái nơi lưu này. Phiếu lương này. Rồi. 11 đến 15 rồi đúng không ạ? Phiếu lương này. Tháng 9 này chấm 2, nó cứ hiện ra cái này nhỉ. Phiếu lương tháng 9 16 đến nó đang không viết được. 16 đến 20 các bạn nhé. Từ 16 này đến 20 này. À, do cái bàn phím của mình, do bàn phím của mình nó bị cái nút number knock ấy, nó đang khóa lại, cho nên là khi mình bấm ấy là nó nhảy như thế. Đấy. Rồi từ 16 đến 20, giờ mình bấm enter này. Rồi OK. Đấy, là chúng ta đã tạo được một cái file tiếp theo rồi, xong mình đóng nó lại này. Rồi. Tương tự như vậy còn bao nhiêu nhỉ? Mình tổng có 35 người đúng không? Mình ví dụ bây giờ mình để cho nhanh thì mình sẽ làm một cái cuối cùng đi. Đó, từ 20 rồi đúng không? Bây giờ chúng ta làm từ đến 21 này, 21 đến 35 luôn. Đó, ví dụ thế. Mình chỉ làm mấy cái file trước để cho các bạn hiểu là cái cách mà các bạn chia tách cái file sau khi mà các bạn mail link nó ra, thì sau để chúng ta phục vụ cái việc chúng ta in ấy nó dễ dàng hơn các bạn nhé. Đấy, bấm OK này. Đó. Rồi, sau đó chúng ta cũng lưu lại. Chúng ta lưu lại nhé. Mình lưu vào cái phần thư mục chạy phiếu lương. Thì mình sẽ tương tự như thế. Phiếu lương này. Đấy. Mình khi mình đi làm thực tế, mình luôn luôn ghi lưu như này các bạn ạ. Tháng 9 này chấm 2021 này, mở ngoặc ra này. Từ 21 đúng không ạ? Từ 21 cho đến 30 năm này. Đó. Rồi mình bấm mình xếp lại. Tức là mình lưu lại. Đó. Sau mình đóng lại này. Đấy, rồi mình thu cái này xuống các bạn nhé. Mình thu cái này xuống rồi, bây các bạn quan sát nhé. Đây này, chúng ta có đã chia tách được là rất là nhiều cái file. Thứ nhất là từ 1 đến 5 này, 2 là 6 đến 10 này, 11 đến 15, 16, 20, 21 đến 35. Khi chúng ta in thì chúng ta cứ in lần lượt các bạn nhé. Chúng ta mở từng file và chúng ta in lần lượt. Đó, vì công ty chúng ta nó không có phải ít người. Chúng ta tùy theo công ty, mỗi người, mỗi công ty nó có thể là 100 hoặc là 500, 1000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 thì chúng ta phải chia tách như thế. Chia tách như thế nó có cái lợi thế là, thứ nhất là mọi người mình in xong một cái lệnh nào đấy xong mình có thể là cho máy nó nghỉ này, máy in nó nghỉ này. Thứ hai là để cho người khác người ta có thể in được này. Thứ ba là ví dụ các bạn đang in như xong, ví dụ các bạn bận một cái việc gì đó thì các bạn có thể là ví dụ in đến được hai file đầu tiên rồi, sau đó các bạn bận gì đó thì các bạn có thể là đi ra làm cái công việc khác trước, sau đó các bạn quay lại trở lại thì các bạn lại in tiếp các cái lệnh khác thì nó rất là tiện. Chứ không phải là các bạn ví dụ các bạn mà không tách như thế mà các bạn chạy cho tất cả một lần cho tất cả mọi người sau ra ấy, mở cái file nó có 1.000 người thì có phải là các bạn bấm một lệnh mà nó ra 1.000 tờ thì nó để nó chạy hết được 1.000 tờ nó mất rất nhiều thời gian, nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của người khác và có thể là
máy nó nóng, nó có thể xảy ra những cái sự cố, ví dụ như kẹt giấy hoặc nó bị như nào đấy, nó bị hỏng hóc. Cái điều này là thực tế luôn, nếu bạn nào đã làm công việc mà chạy phiếu lương hoặc nhân sự gì đó thì các bạn thấy được cái việc đó là rất là phổ biến. Thì để mà khắc phục cái tình huống như vậy thì là bằng phương pháp là làm như mình nhá, các bạn sẽ chia tách nó ra nhá, bạn chia tách nó ra như vậy đó. Rồi bây giờ mình làm lại một lần nữa nhé, để cho các bạn hiểu kỹ hơn về cái việc là sử dụng chạy phiếu lương này nhé. Bây giờ cái file này vừa rồi mình chạy này, mình đóng đi này, mình đóng nó, mình không có lưu gì cả nhé. Bây giờ mình sẽ làm lại một lần nữa để cho các bạn thực hành nó dễ hơn nhé. Mình cần phải chuẩn bị một cái file dữ liệu bằng Excel như thế này các bạn nhé. Đấy, chúng ta cần phải có một cái file dữ liệu Excel như thế này. Đó, chuẩn bị trước với cái dòng tiêu đề đơn giản như thế này các bạn nhé, với các cái dòng tiêu đề phải đơn giản như thế này. Rồi tiếp theo này, chúng ta phải đóng cái file này lại. Đó, đóng file đấy lại rồi chúng ta xử lý cái file đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề như này, mình phải nhắc các bạn như này này, khi mà chúng ta in phiếu lương ra rồi ấy, để chúng ta mà ví dụ như chúng ta chia tách ấy, nó phiếu lương nó theo thứ tự theo phòng ban ấy, thì chúng ta cần phải sắp xếp cái bảng này các bạn nhé. Chúng ta cần phải sắp xếp nó, khi làm thực tế là chúng ta phải sắp xếp nó theo cái phòng ban, tức là nó theo từng phòng ấy, các bạn hiểu là như thế. Mình phải quét cái bảng dữ liệu này và mình phải sắp xếp nó theo phòng ban các bạn nhé. Đấy, sắp xếp theo phòng ban, chứ không thì các bạn sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề sau này đấy. Sau này chúc bạn các bạn sẽ gặp và phải phát cho từng bộ phận, mà giao cho từng bộ phận mà các bạn không sắp xếp, thì ví dụ cái phòng, ví dụ phòng A nó là số thứ tự số 4, nhưng xong nó rất một người thì số thứ tự số 37, có người thì số thứ 100, có người thì số 5000, có người số 7000, ví dụ nó sẽ chạy lung tung như thế. Thì sẽ các bạn làm thế nào mà để tổng hợp được tất cả các cái phiếu cho cái bộ phận đấy để mà các bạn phát, đúng không? Bằng cách là các bạn phải sắp xếp theo bộ phận như sau nhá. Các bạn sắp xếp nó, mình sắp xếp theo phòng ban này, mình chọn phòng ban nhé, xong mình bấm OK này. Đó, thì Excel nó đã sắp xếp cho chúng ta rồi. Đó, các bạn thấy chưa? Nó sắp xếp theo từng bộ phận của chúng ta rồi. Thì khi mà chúng ta in phiếu lương xong ấy, là nó cũng sẽ ra những cái kết quả lần lượt như thế này các bạn nhé. Nó ra kết quả lần lượt như này. Sau đó mình sẽ lưu và mình đóng nó lại. Đó, mình dạy hướng dẫn các bạn làm y như thực tế luôn nhé, như thực tế luôn đấy. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta phải có một cái file mẫu phiếu lương. Mình phải có một cái file mẫu phiếu lương như này. Đây, mình xóa cái dữ liệu cũ này đi nhá. Xóa dữ liệu cũ đi. Rồi tiếp theo này, bây giờ mình việc tiếp theo của mình là cần phải kết nối, đúng không ạ? Chúng ta phải kết nối cái file file này với cái file dữ liệu của chúng ta như sau nhá. Các bạn bấm vào thẻ mailing này. Các bạn chọn select recipient này, cái biểu tượng hai người này các bạn nhá. Rồi xong các bạn chọn là zero unexist list này, chọn nó. Tức là chúng ta chọn một cái file đã có sẵn nhé các bạn, lưu ý. Rồi chọn ổ đĩa D này và chọn chúng ta tìm đến cái file mà chúng ta lưu. Tìm đến cái file mà chúng ta lưu cái thư mục mà chúng ta lưu cái danh sách vừa rồi đấy. Đấy, mình lưu ở trong này. Mình chọn nó này, xong mình bấm open này. Đó. Thì cái hộp thoại này nó hiện ra các bạn nhé. Hộp thoại hiện ra vì chúng ta chọn cái sheet mà có cái chữ database các bạn nhé. Sheet với tên mà mình mà muốn mà và có chữ database ấy. Đấy, nó có hai cái tên giống nhau đúng không? Nhưng mà chúng ta phân biệt bằng cái đuôi phía sau là có chữ database, các bạn lưu ý nhé. Rồi mình bấm OK này. Đó, đấy là mình đã kết nối xong. Đó, mình xem nhé, xem nó kết nối nó thành công hay chưa. Các bạn bấm vào cái mũi tên đen ở cái tab mà có chữ Insert Merge Field này nhé, các bạn bấm vào thì cái danh sách này nó hiện ra. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã kết nối xong, kết nối đúng, kết nối thành công. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn không thấy nó, có nghĩa là các bạn kết nối chưa được. Kết nối chưa được thì các bạn sẽ phải kết nối lại nhé. Với cái file Excel thì các bạn phải đóng lại nhé. Nếu các bạn mà không đóng lại khi các bạn kết nối là nó sẽ quay tròn tròn đấy, các bạn lưu ý nhé. Bắt buộc cái file Excel khi các bạn kết nối là các bạn phải đóng cái file đó lại. Còn nếu các bạn vẫn đang mở mà các bạn kết nối là nó sẽ quay tròn tròn đấy. Nó không ra cho các bạn đâu. Các bạn lưu ý nhé. Đó là kinh nghiệm mà mình đã từng trải nghiệm thực tế, mình thấy là như vậy. Với 15 năm kinh nghiệm, hơn 15 năm kinh nghiệm mình làm cái lĩnh vực này rồi, cho nên là mình gặp được rất nhiều những tình huống nhé. Nếu các bạn yêu thích mình, các bạn chỉ cần ủng hộ mình bằng cách là các bạn đăng ký kênh của mình thôi, bấm vào cái chuông thông báo là các bạn có thể theo dõi những clip của mình chia sẻ lại những cái
kiến thức mà mình đi làm thực tế trong quá trình mình đi làm việc, mình làm nhân sự các bạn nhé. Đấy, rất nhiều năm rồi. Bây giờ việc của chúng ta là chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu xuống. Đấy, chúng ta cần phải lấy cái mã nhân viên thì chúng ta lấy xuống này. Đấy, mình sẽ làm nhanh nữa nhé, bởi vì mình đã làm rồi đó. Họ tên mình lấy nhầm thì mình xóa đi thôi các bạn nhé. Họ tên này, rồi phòng ban này, phòng ban này, tiếp theo là ngày công này, rồi lương cơ bản này, rồi tiếp theo phụ cấp này, rồi tiền tăng ca này, tương tự như thế, rất đơn giản đúng không ạ? Rồi trừ bảo hiểm này, trừ bảo hiểm này, rồi trừ thuế thu nhập cá nhân này, rồi tiếp theo là lương thực nhận này, đúng không ạ? Chúng ta chiếu kết quả lên, bấm vào kính núp các bạn nhé, bấm vào nó. Đó, các bạn thấy nó ra kết quả rồi đúng không ạ? Đấy, người cuối cùng này, người đầu tiên này, ra kết quả rồi. Nhưng mà có một vấn đề là gì nhỉ? Cái số tiền nó chưa được phân cách hàng nghìn đúng không? Tiếp theo chúng ta định dạng phân cách hàng nghìn cho cái số tiền. Chúng ta chọn, chuột trái chọn, xong kích chuột phải, chọn Toggle Field Code nhé. Xong chúng ta viết dấu xoẹt như thế này. Và chúng ta lấy dấu thăng bằng Shift và số 3 nhé. Đấy, dấu thăng này, phẩy này, thăng, thăng, thăng này. Đó, tương tự cho những cái cột tiếp theo nhé. Thăng này, tương tự. Có, cũng có nhiều phương pháp nhưng mà mỗi người làm mỗi kiểu các bạn nhé. Mình nghĩ là cái kiểu của mình làm là cũng khá là đơn giản. Đấy, mình luôn luôn muốn làm mọi thứ nó đơn giản các bạn nhé, không có phức tạp. Bởi vì nếu mình làm phức tạp ấy, có thể là mình sẽ bị mắc, mà đôi khi mình sẽ không giải quyết được. Đấy, ví dụ thế. Có rất nhiều trường hợp là các bạn cứ cố làm phức tạp, nhưng mà đôi khi không phải là các bạn muốn nó phức tạp, mà đôi khi là các bạn không biết cách làm đơn giản thì các bạn làm nó phức tạp thôi các bạn nhé. Đấy, mình hiểu là như thế, chứ không phải là các bạn muốn nó phức tạp. Đó, sau khi mà các bạn phân cách hàng nghìn rồi, các bạn bấm vào cái kính núp này, các bạn chiếu kết quả lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Nó phân cách hàng nghìn cho tất cả của chúng ta rồi. Kiểm tra những cái người kế tiếp này. Đó, ok hết đúng không ạ? Đấy, rồi bây giờ mình sẽ không có chạy cho từng cái phần nữa, mà mình chạy cho tất cả. Mình bấm lại nhé. Từng phần thì các bạn hồi nãy mình có làm rồi, thì các bạn lưu ý, các bạn bấm vào đây nhé để chọn từng phần nhé. Bấm vào đây chọn từng phần nhé. Bây giờ mình không chọn từng phần, mình chọn tất cả luôn. Thì mình bấm vào check for errors nhé. Đấy, mình bấm ok luôn. Kệ, cứ lựa chọn nó như vậy. Chúng ta bấm ok luôn. Đó, là nó ra tất cả đúng không ạ? Ra tất cả, ở đây có 35 người. Đấy, 35 người thì nó sẽ ra cho 35 người cho chúng ta. Đó, đấy, rất là hay và rất là hữu dụng trong thực tế. Các bạn ứng dụng cái cách này để các bạn chạy phiếu lương này, các bạn có thể chạy hợp đồng này. Đấy, hợp đồng lao động cho người lao động, các bạn cũng sẽ làm tương tự như thế. Các bạn cũng phải chuẩn bị một cái file dữ liệu Excel, sau đó chạy tạo một cái file Word mẫu, đấy, phiếu lương hoặc là hợp đồng mẫu trên Word, sau đó các bạn kết nối và các bạn sẽ lấy tương tự như vậy. Đó thì các bạn sẽ làm nó rất là đơn giản. Thì hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách chạy phiếu lương hàng loạt cho tất cả mọi người. Đấy, sau khi chúng ta chạy xong rồi, chúng ta chỉ việc lưu cái file này lại thôi, và sau đó là chúng ta in. Như vì mình đã lưu nó rồi, mình sẽ không lưu nữa, mình chỉ muốn chạy lại để cho các bạn xem thôi. Đó, thì cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của mình và đã ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ. Thì nếu mà các bạn có câu hỏi nào đó liên quan đến vấn đề này, các bạn có thể bình luận ở phía dưới và mình sẽ hướng dẫn lại ở những clip tiếp theo. Đó, mình là Mr. Cảnh Excel, mình chuyên đào tạo Excel từ cơ bản đến nâng cao và lập trình VBA. Số điện thoại của mình là 0966 659 558, và một số khác nữa là 0358 798639. Đó, mình có đào tạo cho người, kể cả người chưa biết gì về máy tính luôn các bạn nhé. Rồi, xin chào và tạm biệt các bạn, hẹn các bạn vào những clip tiếp theo.